Xin chào quý vị và các bạn đang đến với điểm tin nhanh ngày 21 tháng 7 của chúng tôi. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ công an tỉnh Bắc Cạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trợ Mới khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Ngọc Nam, sinh năm 1982, viên chức văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Trợ Mới và Lê Văn Hạnh, sinh năm 1973. Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trợ Mới tỉnh Bắc Cạn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan công an, trong năm 2020 và 2021, Dương Ngọc Nam thực hiện việc tách hợp một số thửa đất tại xã Thanh Thịnh, huyện Trợ Mới tỉnh Bắc Cạn trái quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Bên cạnh đó, Nam còn thực hiện thẩm định hồ sơ chuyển nhượng đất với giá trị chuyển nhượng trên hồ sơ thấp hơn thực tế với số tiền tranh lệch là hơn 3,5 tỷ đồng. Còn Lê Văn Hành là người đã trực tiếp thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Một số thửa tại xã Thanh Thịnh nằm ngoài kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trợ Mới. Nhà chức trách xác định hành vi của hai bị can trên là trái quy định của pháp luật, gây thất thu thuế, thiệt hại đến tài sản, lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Thưa quý vị, cơ quan công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận nghi can tham gia vụ hỗn chiến khiến một người tử vong đến đầu thú là Lý Hoàng, 21 tuổi, chú tổ 42, phường Xuân Hòa, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Khoảng 21 giờ 30 ngày 7 tháng 5, hai nhóm thanh niên dùng hung khí đuổi đánh nhau trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, khiến một thanh niên tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Thanh Khê khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là Phan Thành Đạt, chú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Quá trình truy xét, cơ quan công an xác định nhóm nghi can sau khi gây án thì bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Truy theo dấu vết, sáng mùng 9 tháng 5, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng phối hợp công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, bắt giữ Lê Vũ Hoàng Tươi, 29 tuổi, chú xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Trần Văn Sinh, 23 tuổi, chú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Và Huỳnh Văn Minh Nhật, 29 tuổi, chú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây đều là những người liên quan đến vụ hỗn chiến khiến Phan Thành Đạt chết tại chỗ. Đến ngày 16 tháng 5, Phan Chỉ Thiên, 24 tuổi, anh trai nạn nhân Đạt, Trần Xuân Thịnh, 20 tuổi, Lê Minh Long, 24 tuổi chú quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đến cơ quan công an đầu thú. Tiếp tục điều tra, ngày 20 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ nghi can thứ 17 trong vụ án là Phạm Bá Quốc Khánh, 22 tuổi, chú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, khi đang trốn tại một căn nhà trên đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng. Riêng Lý Hoàng, khi đến cơ quan công an quận Thanh Khê đầu thú thì khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn vào huyện Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tại đây, Hoàng xem báo chí và tra thông tin thì biết bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng truy nã mình về hành vi giết người. Sau hơn 2 tháng chạy trốn, Hoàng liên hệ với người nhà đến đón và sau đó đưa đến công an quận Thanh Khê để đầu thú vào chiều 20 tháng 7. Mưa lớn nhiều ngày qua đã làm cho khoảng 570 ha lúa hè thu của hàng trăm hộ dân ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị ngập úng gây thiệt hại lớn. Theo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới bão gây mưa lớn những ngày qua, những cánh đồng lúa hơn 40 ngày tuổi của người dân trên địa bàn bị ngập sâu trong nước gây thối rễ. Một số diện tích lúa thiệt hại hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, khoảng 570 ha lúa bị thiệt hại trong đó có khoảng 260 ha lúa thiệt hại trên 70%, còn lại bị thiệt hại từ 30% trở lên. Những khu vực lúa này nằm ở vùng trũng, không bơm tát nước kịp do các tiểu vùng chưa khép kín. Để thoát khỏi cảnh mưa là ngập, ngành nông nghiệp địa phương này cho biết cần được hỗ trợ đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi khép kín, điều tiết nước phục vụ sản xuất với 16 trạm bơm, công suất khoảng 600.000 m3 trên giờ. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 8 giờ sáng nay, ngày 21 tháng 7, một đám cháy đã xảy ra tại một cửa hàng bán rượu vang cao 4 tầng rưỡi tại ngõ 112 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, rất may không có thương vong về người. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy bắt nguồn từ máy hút mùi của cửa hàng. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy Công an thành phố Hà Nội điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 10 phút đám cháy được khống chế, đám cháy không ghi nhận thương vong về người nhưng đã khiến một số tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi. Đêm 24 tháng 5 năm 2024, cũng tại phố Trung Kính, ngách 43 trên 98 trên 31, phường Trung Hòa, thành phố Hà Nội từng là nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 14 nạn nhân. Trong thời gian 2 tháng trở lại đây, ngoài vụ cháy ở Trung Kính gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Hà Nội cũng ghi nhận một vụ cháy khác vào ngày 17 tháng 6 năm 2024 tại phường Định Công, quận Hoàng Mai làm 4 người tử vong. Bộ Công Thương sẽ giả soát nghiên cứu về việc lập sàn giao dịch xăng dầu trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, việc thành lập sàn kinh doanh xăng dầu sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc công khai thông tin về giá cả đại diện các doanh nghiệp cho biết việc lập sàn giao dịch xăng dầu sẽ can thiệp hạn chế quyền tự do của thương nhân phân phối công khai giúp các đơn vị phân phối tiếp cận nguồn hàng các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng sàn kinh doanh xăng dầu sẽ mang lại nhiều lợi ích từ đó khả năng thao túng giá được giảm thiểu đảm bảo cơ chế định giá linh hoạt cải thiện phân phối lưu thông xăng dầu hiện vẫn còn độc quyền nhà nước nhưng về cơ bản có cả tư nhân tham gia bán lẻ nên có thể lập sàn được Song các chuyên gia cho rằng vận hành sàn giao dịch là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự tham gia của nhiều bên liên quan. Một yếu tố quan trọng là cần có sự giám sát của cơ quan quản lý độc lập nhằm ngăn chặn gian lận, đảm bảo an ninh năng lượng. Luật Bảo hiểm xã hội 2024 vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định người lao động đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 15 năm đến tuổi nghỉ hưu sẽ được nhận lương hưu hàng tháng. Một trong những nội dung được đề cập tại luật bảo hiểm xã hội 2024 đó là giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó, Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 Quy định giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống 15 năm. Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, tỷ lệ hưởng lương hưu được quy định đối với lao động nữ tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Theo các chuyên gia lao động, quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm hưởng lương hưu là phù hợp, có lợi cho người lao động. Quy định này không phải dành cho lao động trẻ mà tạo cơ hội cho người cao tuổi tham gia bảo hiểm xã hội muộn nhưng vẫn đủ điều kiện khi về hưu hoặc những người tham gia gián đoạn có thể cộng dồn để hưởng lương hưu.